Hôm nay sếp liên kiện tại đại phú test cái mạch chuyển nguồn đơn sang nguồn đôi cho anh Chánh ở Hồ Chí Minh ha. Thì mạch này có công suất là 150W. Thì cái mạch này ứng dụng thích hợp cho mình chuyển cho phần rì, ví dụ như mixer nè, hoặc là phần rì của amply nè, hoặc là mình chuyển cho những cái mạch công suất nhỏ, điện áp thấp, ví dụ như các cái mạch trị 2030 chẳng hạn. Ở đây mình thấy nè, đầu vào nè, ngõ vào nè, in nè ha, cộng trừ, ECC là mình gắn với một công tắc chẳng hạn, thì khi công tắc bật thì cái mạch này mới hoạt động. Còn đây đỡ nhanh, mình nó tắt qua, nó tắt qua luôn ha. Đây ngõ ra out, out đây là nguồn DC cộng trừ 12V. Còn đây là ngõ ra out EC, ở đây là trên 10V, dành cho những ứng dụng gì mình cần nguồn EC. Tuy nhiên điểm chính của cái mạch này là cần nguồn DC cộng trừ 12V. Ba mạch chứ ha, thiết kế rất chắc chắn ha. Này mua luôn tàu sung. Ok, thì bây giờ mình sẽ test, mình đo điện áp nó ra, xem như cái mạch hoạt động ok hay không. Mình chuyển hàng cho anh Chánh ha. Bây giờ mình bật nguồn này. Mình đang sử dụng nguồn đầu vào là 12V 5A đã cấp cho ngõ vào. Rồi mình sẽ đo ngõ vào nha. Rồi 12V, 12V mấy, có sự chênh lệch xíu. Rồi đo ngõ ra nè. Ngõ ra nè, ham được 12V nè. Ngõ ra điện áp trừ nè. Trừ 12V. Ok ha. Rồi mình thử đo cái ngõ ra AC này bao nhiêu V. Rồi được 10.7V nè ha. 10.7V nè ha. Ok. Như vậy cái mạch hoạt động tốt ha. Có 3 đèn hiển báo hiển thị. Đèn màu xanh lá cây là hiển thị báo hiệu nguồn đầu vào. Xanh dương báo hiệu nguồn ra DC cộng trừ. Màu đỏ mở ra cho AC. Mình mua mạch này về. Đó. Thì công suất lên tới 150W, có thể dùng nhiều chức năng ha. Thì khách hàng anh Chánh này anh cũng mua về để anh chuyển cho cái bộ rì cho amply. Rất là tiện lợi ha. Mình biến lúc này mình biến cam ly chuyển sang chạy bình. Mình giả lập một cái bộ lô kéo ha. Ok. Thì sản phẩm này mình có đang bán trên website liên kiện tự đại phú.com. Thì bạn gõ vào từ khóa là bộ chuyển hay là mạch chuyển, nguồn đơn hoặc là nguồn đôi, tất cả từ khóa mình đều đánh vô nó ra hết ha. Ok.